Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Trinh, chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của chúng mình. Những trận đấu Ronaldo chiếm trọn tình cảm của fan quỷ đỏ. Thông tin Juventus bán Cristiano Ronaldo đang hâm nóng làng bóng đá châu Âu. Bến đỗ nào sẽ là khả dĩ nhất cho CR7? MU đang dang rộng vòng tay đón Ronaldo trở về. Trang chủ của quỷ đỏ mới đăng một bài viết, trong đó có những lời ca ngợi về Ronaldo. Bản thân CR7 cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội với các ngôi sao tại MU, tiêu biểu là tân binh Bruno Fernandes. Cùng xem lại những trận đấu Ronaldo chiếm trọn tình cảm của fan quỷ đỏ. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ chúng mình các bạn nhé. Là ngôi sao hàng đầu của môn túc cầu, Cristiano Ronaldo sở hữu lượng fan đông đảo, nhất là đối với các cổ động viên Manchester United, những người đã dành tình cảm đặc biệt cho CR7. Siêu sao 35 tuổi có 6 năm khoác áo MU, ra sân 292 trận, ghi 118 bàn thắng, giành một Champions League, 3 ngoại hạng Anh, cùng rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ. Ở MU, Ronaldo giành quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng. Hãy cùng với chúng tôi xem qua những trận đấu Ronaldo rực sáng trên sân trong màu áo của MU để thấy được tại sao anh lại chiếm trọn tình cảm của các fan hâm mộ quỷ đỏ đến vậy nhé. Buổi tối ngày 10 tháng 4 năm 2007, AS Roma có chuyến làm khách trên sân Manchester United trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League và Ronaldo đã tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm ấy. Từ một đợt phản công nhanh của đội chủ nhà bên cánh phải, hàng thủ Roma hầu như bị hút theo pha cầm bóng đột phá của Ronaldo và lơ là ở trung lộ. Chỉ chờ có vậy, số 7 của MU chọc khe vào trong cho Carrick đang băng lên và tiền vệ trung tâm người Anh đã xuất sắc hạ Donny bằng cú vuốt bóng cực kỳ điều nghệ từ cự ly gần 30m, phá thế quân bình của trận lượt về. Có được bàn thắng giải tỏa, những pha lên bóng của Man United trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả càng thêm hưng phấn và những pha xử lý của Ronaldo và các đồng đội cũng vì thế mà đạt được độ chuẩn xác gần như tuyệt đối. Pha xâm nhập vào vòng cấm và dứt điểm chạy cột dọc của Ronaldo khiến hơn 70.000 cổ động viên chủ nhà phải mừng hụt. Pha bóng là quá đẹp nhưng có lẽ thần may mắn đang cứu thua cho Roma. Một bàn thua trông thấy sao, nhìn gương mặt bực dọc khi không ghi bàn thành công của Ronaldo cũng đủ hiểu anh tiếc cho pha bóng vừa rồi như thế nào. Nhưng có lẽ lần này, thần may mắn đã mỉm cười với siêu sao người Bồ. Nhận được chuyền từ người đồng đội Giggs, Ronaldo bình tĩnh đón đường bóng thoáng bên cánh phải. Anh đi bóng một mạch vào trung lộ mà không có sự can thiệp nào của các hậu vệ đội khách. Sau đó, tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm vào góc hẹp không thành, hạ gục thủ thành Donny khiến mảnh lưới của Roma rung lên một lần nữa. Bàng hoàng, sửng sốt, choáng váng, não nề, buồn tủi chính là những cung bậc cảm xúc khó tránh khỏi bên phía các cầu thủ đội khách cùng 4.000 tifosi lặn lội sang Man United trong trận đấu này. Đường chuyền căng ngang vào trong hết sức đơn giản của Giggs với đà di chuyển vào mà không hề có một sự can thiệp nào từ các cầu thủ phòng ngự Roma. Ronaldo đã có cơ hội để lập cú đúp trong trận với pha đệm bóng vào lưới trống. Có lẽ các cầu thủ AS Roma cũng không thể hiểu được điều gì đang xảy ra với chính họ. Đấu pháp hợp lý cùng với những tình huống xử lý khá đơn giản nhưng hoàn toàn chính xác của Ronaldo và các đồng đội đã giúp MU có được các bàn thắng khá dễ dàng, nếu không muốn nói là như trong một buổi đá tập. Đứng trước mặt anh là hai hậu vệ sừng sỏi của Roma, nhưng Ronaldo vẫn cho họ thấy được bản lĩnh của một ngôi sao đang lên là như thế nào. Anh nhanh chóng tạo động tác kỹ thuật lừa bóng qua cầu thủ số 4 và 2 của Roma.
Nhưng rất đáng tiếc là pha dứt điểm của CR7 là quá hiền nên không gây khó khăn cho việc hóa giải của thủ thành Doni. Liên tiếp sau đó là những pha lên bóng đầy nguy hiểm của Ronaldo đe dọa khung thành của đội bóng thủ đô Ý. Có thể thấy đây là một trong những trận đấu đầy lăng xả của CR7, trận đấu mà anh đã thể hiện phong độ cá nhân của mình đầy tuyệt vời trên sân. Sân Thiên Liên Kỷ ở Cardiff đã chật kín khán giả để chứng kiến trận chung kết cúp liên đoàn giữa Manchester United và Wigan. Đây cũng là lần cuối cùng trận chung kết League Cup được tổ chức trên sân Millennium ở Cardiff, xứ Wales. Trên sân, Ronaldo nhận trọng trách đá tiền vệ cánh. MU khẳng định sự vượt trội trong kiến tạo cơ hội ngay từ đầu trận. Huấn luyện viên Ferguson cùng đông đảo cổ động viên áo đỏ đã có fan nhấp nhổm mừng hụt. Ronaldo xuất sắc loại bỏ sự truy cản của các hậu vệ áo xanh trước khi ngã xuống đất, đưa đường bóng đến chân của đồng đội Gary Neville. Hậu vệ người Anh nắm bắt cơ hội, tung đường chuyền đẹp mắt đến đúng vị trí của Rooney để cầu thủ sinh năm 1985 này bật cao đánh đầu tuyệt đẹp. Thủ môn và hàng phòng ngự Wigan đã chịu thua nhưng xà ngang đã ngăn không cho bóng đi vào lưới. Trận đấu diễn ra khá nhanh sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Awili. Liên tiếp sau đó là các cú sút đầy nguy hiểm của Ronaldo và các đồng đội về phía khung thành của thủ môn Michael Bolit. Các pha đi bóng lắc léo và tốc độ của CR7 khiến hành lang bên trái của Wigan luôn bị khuấy đảo. Với một hàng thủ tầng tầng lớp lớp mà Wigan dâng ra cũng đã gây một chút khó khăn cho các pha đi bóng của siêu sao người Bồ. Với sự tấn công ồ ạt của Ronaldo và các đồng đội thì bàn thắng tiếp theo MU có được là điều hiển nhiên. Từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, Cristiano Ronaldo chọc khe thông minh cho Gary Neville thoát súng thực hiện đường căng ngang loại toàn bộ hàng phòng ngự Wigan, tạo điều kiện cho Saha băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn thắng cho Quỷ Đỏ. Tiền đạo Luis Saha có một đường chuyền dọn cổ tuyệt đẹp cho Cristiano Ronaldo thoát súng, tung cú dứt điểm chính xác trong khu vực cấm địa, đánh bại thủ thành Michael Bolic và hai hậu vệ đang lao vào cản phá bên phía Wigan. Ronaldo đã chơi một trận đấu quá hay và đầy lăng xả trên sân Thiên Liên Kỷ ở Cardiff với Wigan. Với những bàn thắng của anh và các đồng đội ghi được là quá tuyệt vời. CR7 đã được huấn luyện viên Ferguson cho thay ra sân nghỉ ngơi khi trận đấu chỉ còn ít phút và cầm chắc chiến thắng trên tay. Trong chuyến du đấu tại Nhật, Man United đã có trận đấu với Kashima Antlers khi mà để thua đội bóng khi ấy đang dẫn đầu J-League với tỷ số 1-2. Nhưng cá nhân Ronaldo trong trận đấu ấy thi đấu đầy xuất sắc. Từ pha bứt tốc đầy ấn tượng bên cánh phải, Ronaldo loại bỏ hai hậu vệ của đội bóng Nhật trước khi có pha tạt bóng đầy chính xác đến người đồng đội Ryan Giggs. Nhiệm vụ duy nhất của cầu thủ người Anh là đệm bóng vào lưới của thủ thành bên phía Kashima Antlers. Ronaldo có màn bứt tốc từ trung lộ, anh rê dắt khéo léo vượt qua sự truy cản của các cầu thủ áo trắng trước khi tung cú dứt điểm ghi bàn đẹp mắt về phía khung thành của Antlers. Một pha bóng đầy đáng tiếc khi đường bóng của Ronaldo cao hơn so với khung thành. Khuôn mặt của Ronaldo thể hiện sự nuối tiếc khi không thể ghi bàn thắng nâng cách biệt cho MU. Để thua đội bóng đến từ Nhật ở trận đấu này, nhưng cá nhân Ronaldo đã thắng. Anh thi đấu đầy nỗ lực và lăng xả trên sân với những pha đi bóng điều nghệ và những cú dứt điểm như búa bổ về phía đối phương. Nhưng có lẽ thần may mắn đã bỏ ngỏ ngôi sao người Bồ trong trận đấu ngày hôm ấy. Sau pha bứt tốc đáng kinh ngạc, Ronaldo phô diễn khả năng rê bóng đầy kỹ thuật khi anh dễ dàng vượt qua được pha ngoắt chân cướp bóng của cầu thủ số 17 trong tiếng ồ lên đầy ngạc nhiên của tất cả các khán giả có mặt trên sân theo dõi trận đấu trước khi có một đường chuyền đầy chuẩn xác. Rất tiếc là đồng đội của anh đã không theo kịp đường bóng mà CR7 chuyền tới.
Vậy bạn nghĩ sao về những trận đấu vừa rồi khi mà Ronaldo đã chiếm trọn tình cảm của fan Quỷ Đỏ với những màn thể hiện đầy xuất sắc trên sân? Hãy chia sẻ với chúng tôi ý kiến của bạn bằng cách để lại comment ở phía bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!